Nhiễm giun chỉ bạch huyết là bệnh truyền nhiễm do một loại giun có hình dạng giống như sợi chỉ gây ra. Giun chỉ sống ký sinh ở hệ thống bạch huyết, làm tổn thương hệ thống bạch huyết, gây ra đau đớn và biến dạng nặng. Bệnh gây ra tình trạng khuyết tật tạm thời hoặc vĩnh viễn. Biến chứng phù chân voi làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ và đời sống sinh hoạt. Biến chứng nặng gây viêm mạch bạch huyết. Biểu hiện là ví dụ sốt, đau cơ. Nếu mà nặng lên thường nó tổn thương khu trú ở cái hệ bạch huyết của cơ thể. Nếu mà nặng lên có thể nặng nó gây viêm tắc các cái mạch bạch huyết, ví dụ gây ra hiện tượng là phù voi, phù chân, phù tay. Triệu chứng lâm sàng của bệnh thể hiện qua 3 thời kỳ. Thời kỳ ủ bệnh với triệu chứng mệt mỏi, sốt nhẹ, nổi mẩn. Thời kỳ cấp tính, sốt kèm theo mệt mỏi và nhức đầu nhiều, viêm bạch mạch và hạch bạch huyết. Thời kỳ mãn tính, sút cân nhanh, viêm phù voi chi dưới, đi tiểu ra nước trắng đục kèm máu. Do cái mũi đốt, mũi nó đốt người bị nhiễm giun chỉ và đốt sang người lành sẽ truyền cái ấu trùng giun chỉ sang lây bệnh cho người lành. Mũi Mansonia là vật trung gian gây bệnh giun chỉ ở người. Khi mũi nhiễm phải ấu trùng giun chỉ đốt người, ký sinh trùng đi vào cơ thể con người. Ở đó chúng phát triển thành giun trưởng thành trong hệ thống bạch huyết của người. Các biện pháp hữu ích phòng tránh bệnh giun chỉ đó là vệ sinh môi trường, thực hiện diệt mũi khu vực sinh sống, tẩm màng, phun tồn lưu bằng hóa chất diệt côn trùng. Vệ sinh môi trường tốt để phòng tránh bệnh giun chỉ gây hại cho cơ thể,